Chị Đức xin hân hạnh trở lại với quý vị khán giả đài Little Sài Gòn 57.7. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần thứ hai của chương trình. Chị Đức muốn nói thêm tí xíu về cái cung của cung mệnh với cái cung của cung phụ mẫu, tức là cái cung của cha mẹ. Cái cung cha mẹ thì đó là cái duyên của cha mẹ với con cái của mình và cái lòng hiếu thảo của con cái của mình cũng như mình có duyên đức như thế nào. Nếu cung phụ mẫu cha mẹ đó mà có những cái sao như rơi vào cái tam hợp của cô hoàng quả tú và lại có những cái triệt cung nó nằm giữa và thêm là những sao địa không chiếu vào cái cung phụ mẫu nữa thì như thế đó là cái duyên nghiệp đối với con cái nó rất là khó mà có gần gũi được, có khi sanh con phải nhờ người khác nuôi hoặc sanh con ra rất là khó nuôi thì đó là cái cách mình tính ngũ hành để mình biết rằng là sanh con khó nuôi hay là duyên nghiệp như thế nào. Thì đó là cái phần nói về cái cung phụ mẫu, tôi muốn chi tiết thêm như thế. Thưa bác, trên đường dây chú bác có sẵn bác trên đường dây rồi, xin cho bác nói lại ngày tháng giờ năm sinh ạ. Alo. Ngày 5 tháng 5 ngày 5 tháng 5 1953. 53 vâng. Dạ vâng. Thưa bác như thế này, mệnh của bác là có sao thiên tướng nhá, có thái tuế là khôi việt nữa thì như vậy đó thì bác là cái người mà được bản mệnh của bác là bác rất là thông minh, rất là nhanh nhẹn, lúc nào cũng cái tâm của bác bị động là bởi vì bác gặp phải cái sao thái tuế vào trong đó, cho nên bác không có yên, bác quán xuyến, bác làm việc này việc nọ, sinh trưởng trong một cái gia đình mà xưa kia ba của bác là một người có uy quyền lắm, có thể nói là uy hiếp thiên hạ đó nha. Thế nên cuộc đời của bác thì nói thêm tí xíu về cái cung tự tức. Bác làm việc giỏi, quán xuyến, lo gia đình đủ mọi thứ cái hết tất cả. Bác lại không có được cái hạnh phúc. Bác lo cho chồng rất là nhiều, nhưng mà lấy một người chồng thì cái đường mà tại vì trong cung phu đó có cái liêm sát đó, nó có liêm sát thì bác sẽ phải tranh đấu và sẽ hai vợ chồng ngồi gần nhau là phải gây gỗ, chịu không được. Đó là cái cách mà hãy cứ ngồi gần là hãy nói chuyện sơ tí xíu là tự nhiên hai người phải cãi nhau nó nóng lên. Còn cái cung tự tức của bà đó thì cung tự tức của bà đó là cô thần nha, cô thần mặc dù là bà thương con, sanh con mà muốn để con nhiều nhưng bà sanh con khó và khi sanh con thì khó gần con cái lắm vì cái cung tự tức nó có cái cô thần quả tú nó về nha, không có ở sát bên con được như vậy. Vâng, số mệnh bà nói chung bà là cái người giỏi, buôn bán làm ăn giỏi mà bà phải là cái người buôn bán làm ăn nó có tính cách hơi nguy hiểm, nó tính cách hơi trái luật pháp tí xíu thì nó mới vào cái lọc trúng đúng của bà, mà bà là người rất can đảm để làm những công việc đó. Bà mãi về sau cho đến đến tuổi 63 tuổi, tức là bà đến tuổi 73 tuổi thì bà sẽ vào cái triệt ngồi địa không, tức là từ sau 73 tuổi đi thì không tính nữa, lúc đó sống cũng như không thôi. Vâng. Cái phần vi số mệnh của bà thì tôi xin phép để chuyển qua người khác. Bà có thắc mắc gì thì gọi tôi hỏi thêm sau nha. Xin chào. Vâng. Dạ. Cảm ơn hiếu tư ạ. Dạ vâng. Alo, dạ tôi xin nhận để nghe cho giải thích tử vi lá số cho người kế tiếp ạ. Dạ nói đi ạ. Alo. Cho tôi xin chuyển qua người khác ạ, nếu không nghe được ạ. Vâng. Alo, tôi nghe đây ạ. Hello, dạ thưa. Vâng. Dạ thưa chào thầy. Hello. Dạ bà, xin bà cho biết là ngày tháng giờ năm sinh dương lịch ạ. Bà cứ đọc ạ. Thưa ngày 23 tháng 9 năm 59. Vâng, bà sinh lúc mấy giờ ạ? Dạ 2 giờ sáng. 2 giờ sáng. 59 bà sinh ở thành phố nào để tôi cộng hưởng giờ cho chính xác ạ? Dạ ở Sài Gòn ạ. Vâng. 23 59 23 thì thế là bà phải lui là 1 giờ. 1 giờ tới 3 giờ, 1 giờ tới 3 giờ sáng bà vẫn rơi vào giờ Sửu. Vâng. Dạ. 23 tháng 9 năm 1959. Bà sinh vào giờ Sửu. Vâng. Thứ ba, ở đây sau khi tôi có ngày tháng giờ năm sinh của bà đó thì bà ngày ta là của bà là ngày 21 tháng 8 năm 1959, sinh năm Kỷ Hợi nha. Thì phải ngày dương lịch là ngày tháng ta đó. Tháng ta là vâng, ngày tháng tây là ngày 23 tháng 9. Tháng tây là ngày 23 tháng 9 năm 9. Tháng tây là 24 tháng 10. Không ạ.
24, bà xin bà vừa đọc của tôi là ngày 23 tháng 9 năm 9 là ngày Tây mà, phải không? Tôi đã nói rồi, tất cả mọi người xin chuyên đọc của tôi là ngày dương lịch nha, tôi xin chuyên lập lại. Bà dương lịch là ngày Tây là ngày mấy? Dạ, Tây là 24 tháng 10. Vâng. Nếu không chúng ta sẽ gọi vào, chúng ta sẽ gọi vào cuộc đời của người khác, chúng ta nói vào người đời người khác á, người ta sẽ nhảy mũi đó nha. Dạ. 24 tháng 10 năm 1959, tức ngày dương âm lịch là ngày 23 tháng 9. Yeah. Vâng, thưa bà, số bà đã cuộc đời của bà đã được an bài sẵn ở đây trên số mệnh này rồi. Vâng, thì thưa bà, tôi muốn biết bà muốn biết phần là lớn về cái địa hạt nào, tiền tài, danh vọng, con cái, chồng con thế nào, xin bà cho câu hỏi ạ. Dạ, thưa, muốn hỏi là đời có bây giờ được con, đời con cái, đời chồng không ạ? À, bà muốn xem cái cung con cái với chồng rồi. Vâng, được, không sao hết. Đây tôi nói cho bà nghe rất là dễ dàng. Mệnh của bà thứ nhất á, là bà là mệnh mộc đóng một cung kim nha. Mà bà lại có cái bà mệnh mộc đóng cung kim mà bà lại vua chính diệu nha. Vua chính diệu tức là thế nào? Tức là lần bà là một cái người sáng sủa tốt lắm, gặp nhiều cái chuyện tốt lắm, bà làm chuyện hy sinh cho đời rất là nhiều nha. Bà giúp người rất là nhiều. Nhưng cuộc đời của bà nó là vua chính diệu. Tâm của bà thì không có nghĩ gì xa vời hết á. Bà muốn sống một đời sống an bình, bình thường thôi nha. Thế nhưng mà đó, bà làm việc thì tháo vát, buôn bán, tảo tần, lo mọi thứ các cái. Nhưng cái cung chồng của bà đó, mệnh huynh thê, mệnh cung thê, cung chồng của bà như thế này. Cái cung chồng nó có cái sao thế âm, là cái duyên nghiệp của mình đến với người chồng. Thì đây là cái cung mà gặp phải một người chồng rất dữ dằn nha. Thái âm nhưng mà vì giáp không kiếp với hỏa lên thiên không đó, thì đây là người chồng giỏi, rất dữ dằn nha. Mà thân của bà là thân cung phu nữa thì như thế. Bà thì lành nhưng mà phải theo chồng làm những công việc rất khó khăn nha. Về con cái đó thì bà rất là khổ với con cái nha. Số của bà rất là khổ với con cái. Con cái nó chỉ có gặp bà để mà làm cho bà lo âu, lo đau khổ mà thôi. Còn cái cung viên bố mẹ của bà đó thì bố mẹ của bà thì bà rất là thương bố mẹ. Bố mẹ cũng thương bà lắm. Thế nhưng mà có cái chìa ở giữa, thành ra là từ lúc nhỏ bà cũng ít gần bố mẹ bà lắm nha. Đó sơ lược về cái số cuộc đời của bà như thế. Với câu hỏi của bà về cung phu và cái cung tuổi Tức tôi đã trình bày. Nếu bà có thắc mắc gì thêm thì tôi sẽ nói thích thêm nha. Tôi cố gắng là để mà đến gặp người khác. Xin chúc bà mọi sự như ý. Alo, tôi nghe đây ạ. Tôi muốn gọi nghe trên đài có tử vi. Dạ vâng, bà cứ cho biết ngày tháng giờ năm sinh ạ. Ngày 12 tháng 12 năm 1953. Vâng, đó là ngày dương lịch phải không ạ? Dạ vâng. Vâng, xin bà cho biết bà sinh lúc lúc mấy giờ trong ngày đó ạ? 9 giờ tối ạ. 9 giờ tối, vâng. Vâng. Vâng, ngày 12 tháng 12 năm 1953. Năm 1953. Sinh 9 giờ tối ạ. Lúc 9 giờ tối, vâng. Vâng. Thưa bà, tôi sẵn sàng nói cho bà nghe về cuộc đời của bà như thế này. Dạ. Cuộc đời của bà thì nó dài mênh mông lắm, nhưng mà xin thưa bà là... tôi muốn hỏi về cung chồng con ạ. Vâng. Chồng con có được nhờ con không ạ? Với lại chồng có tốt không ạ? Vâng. Thế như thế này, ngày hôm nay là cái ngày trong tuần lễ chúng ta, tuần lễ Mo thì đây. Tôi rất ngạc nhiên là chúng ta có nhiều câu hỏi về cái cung chồng với con có những duyên nghiệp thế nào. Thì thưa bà như thế này, người ta nó có số mệnh và nó đã xếp sẵn hết tất cả các cái rồi. Nếu mình nghe những cái tốt thì mình cũng vui đó, nhưng mà nếu nghe những cái buồn thì cũng chớ nên buồn, là bởi vì nó an phận sẵn rồi. Lúc nào mình cũng chấp nhận cái số mệnh mình để mình sống an nhiên hơn nha. Thì tôi xin thưa với bà như thế này, bà là người thiên cơ nha, thiên cơ ngộ kình. Mệnh của bà đó thì ở thổ nha, ở thổ mà bản mệnh thủy nhưng mà đóng một cung thổ mà thiên cơ, như thế chứng tỏ rằng bà là phải là người rất là năng nổ làm việc nha. Bà có khả năng làm việc lắm, bà nghĩa là lúc nào cũng di động, lúc nào cũng làm việc này việc nọ việc kia, nhưng mà không bao giờ hài lòng đến công việc mình hết, cho nên bà cứ cố gắng làm hoài. Đến giờ này 63 tuổi rồi, tôi tin chắc rằng là bà vẫn làm việc cực nhọc, khó khăn và bận rộn, chứ không có nghỉ ngơi như người khác nha. Thế thì câu hỏi của bà như thế này, bà hỏi về cái cung cung người, các người con không ạ? Thì thưa bà thế này, cung cái con chồng với con đấy. Vâng, cái cung cung chồng của bà đó, thì cái người chồng mà bà gặp đó nó tương hợp với sao địa kiếp nha. Và
có cái sao Thế Âm, thì nói chung là cái duyên nghiệp của bà với chồng thì nó không có gì khó khăn cả, nó cũng đều đặn nó đi thôi nha. Nhưng vì cái số mạng nó sao nhị hợp với sao địa kiếp và thiên mã nữa, là hai cách mà đi xa với lại bệnh tật, thì nó có ảnh hưởng đến công phu. Còn xem số người chồng như thế nào thì tôi sẽ xem sau nha, xem số cho người chồng đấy. Còn riêng cung tử tức của bà đó, thì thưa bà, cái cung tử tức của bà mẹ người Thổ, đóng cung Thổ, thì và mẹ con thì thương nhau thôi, nhưng mà thưa bà là vì cái cung tham lang, cung tử tức có tham lang, có hóa kỵ, ngồ quả tú đó, thì con cái đó, thầy tới tuổi vâng, bà tuổi Quý Tỵ tôi biết rồi, vâng, bà tuổi Quý Tỵ tôi đang giải thích, thì bà không có được nha, bà không có, bà thương con thương bà, nhưng mà con cái không có được êm đềm hạnh phúc với bà nha. Vì nó có sao hóa kỵ ngồi quả tứ cung tham lang cư cung tự tức, như thế bà sẽ buồn lòng về con cái đó nha. Vâng, số mệnh là như thế. Thì xin bà có thắc mắc gì bà gọi tôi sau. Kính thưa quý vị, đến đây qua phần quảng cáo của đài Little Sài Gòn TV, xin quý vị giữ nguyên trên đài, chúng tôi sẽ trở lại trong giây phút.